Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga. Trước tiên hết thì Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi trong những đoạn video clip vừa rồi của mình trong thực hiện chuyến đi từ Việt Nam sang đến Mỹ. Và như các anh chị và các bạn biết thì hành trình đi thì chúng ta có nhiều cái hành trình để đi. Ví dụ như nhà của mình thì ở bên gần Washington DC, nhưng có thể mình bay direct hoặc là bay không trực tiếp hay là trực tiếp, đó là tùy từng mọi người. Nhưng khi Nga thực hiện cái chuyến đi của mình thì Nga chọn cái hành trình bay là Nga không bay trực tiếp, vì rất nhiều yếu tố khác nhau để mà Nga chọn cái hành trình như thế. Và trong cái chuyến hành trình từ Việt Nam sang đến Mỹ thì cái chuyến bay của Nga, Nga đi một cái chuyến bay của China Southern Air. Thì đối với phương châm của mình là mình sẽ chọn cái chuyến bay nào mình thấy tốt và tốt cho mình về mọi mặt. Ví dụ như đối với bản thân Nga, tùy từng mọi người thôi. Thì đối với bản thân mình thì mình chọn vừa túi tiền của mình là việc nhất hết. Rồi cái chuyến bay đó phải tốt về thời gian, tốt về hành trình bay, tốt về cái thời gian transit, tốt cả kể về phương pháp và phong cách phục vụ. Thì trong cái chuyến đi đầu tiên Nga khởi hành, hiện đến thời điểm hiện tại bây giờ Nga đã ở Mỹ được tầm khoảng trong vòng một tuần lễ, vì Nga bắt đầu đi từ Việt Nam sang Mỹ vào lúc buổi chiều lúc 3 giờ, đến Mỹ thì lúc vào buổi tối lúc 7:30, và Nga check-in đi ra ngoài thì Nga ra ngoài đúng lúc khoảng 8:30. Và trong cái suốt hành trình đấy, Nga cũng có record được những cái hình ảnh trên chuyến máy bay và cách để các anh chị và các bạn có thể lấy được cái số ghế ngồi tương đối là thoải mái nhất trong cái hành trình bay của mình. Tại vì hành trình của mình là bay chặng đường dài nên mình cần có cái ghế ngồi, cái chỗ ngồi thoải mái chân. Đa số thì chúng ta sẽ chọn ngay lối exit, và những cái lối đấy thông thường thì trên chuyến bay ít khi người ta mở ra cái khoảng đấy, hoặc là có mình phải book sớm thì mình mới chọn được cái chỗ ngồi ok. Và các anh chị và các bạn có thể xem những đoạn video clip vừa rồi của Nga. Nga có nói rất kỹ trên chuyến Airbus A380 cái chỗ nào ngồi tốt nhất để mà mình để thực hiện cái hành trình của mình đi. Và mình có một cái, có nghĩa là đối với mình thì lối exit là như thế nào, cái khoảng không để chân của các anh chị rất là rộng. Và việc thứ hai, các anh chị muốn di chuyển để đi ra đi restroom hay đi di chuyển gì, có thể là đứng dậy tại chỗ trên máy bay để cho mình khỏi mọi cảm giác mỏi cẳng. Và khi các anh chị nằm trên cái, giống như mình ngồi nghỉ trên ghế, thì mình cũng có những cái tư thế ngồi thoải mái. Thì trong cái hành trình Nga đi trên chuyến A380 đấy, Nga rất là gọi là thích ở một chỗ là cái băng của mình luôn luôn mình chọn cái phương châm như thế này. Cái này là chẳng qua là cái mẹo thôi, tùy các anh chị. Thì Nga chọn, đối với hành trình bay ngắn thì Nga sẵn sàng Nga chọn ở kế bên cái cửa sổ để mình có thể nhìn ra cảnh ở phía ngoài. Nhưng đối với hành trình dài thì tùy. Nếu như Nga được ngay lối exit thì Nga sẽ chọn ngay cửa sổ. Vì sao? Vì Nga vừa thể ngắm được cảnh, vừa có thể để chân thoải mái, vừa có thể di chuyển. Nhưng nếu như không tìm được lối exit thì Nga sẵn sàng chỉ chọn phương châm là chọn ngay cái chỗ mình ngồi là ngay lối ra vào để cho nó thể mình di chuyển. Việc thứ hai, khi các anh chị chọn, nó có hai phương án như thế này. Một, trên máy bay nó có ba cái chỗ ngồi, hai bên là kế bên cửa sổ và chính giữa. Thì thông thường thì hai bên cửa sổ chỉ có ba băng và chính giữa là bốn băng, thì Nga luôn luôn chọn ở chính giữa bốn băng. Vì sao? Và Nga luôn luôn chọn ở ngồi ngay lối ra vào. Để chi? Mình chọn ngay chỗ này sẽ có một người cũng giống như mình sẽ chọn ở đầu kia. Và thông thường thì người ta sẽ không chọn chính giữa, trừ khi nào cái máy bay đó nó full hết thì người ta đành phải chọn chính giữa. Và những người kia người ta cũng giống như tôi tưởng mình, người ta cũng sẽ chọn những dãy khác ở đầu băng để người ta được chính giữa. Thế là kỳ vừa rồi Nga rất là may là trong cái băng của Nga gồm có một cái dãy của Nga giữa gồm có 4 băng, thì Nga chọn đầu này thì đầu kia có một cô khác chọn. Thế là chính giữa không ai vô hết. Thế là quyết định là mỗi bên xe ra, mỗi bên được thêm một băng nữa. Có nghĩa là mình được hai băng. Để chi hành trình bay dài, bạn có thể nằm đó và nghỉ. Đó là mẹo ngồi trên máy bay.
rồi. Và sau đấy thì Nga thực hiện những đoạn video clip để nói về cái máy bay. Đồng thời khi Nga đến phi trường Lodz, Nga cũng có ghi lại những hình ảnh khi Nga di chuyển trong phi trường và cách Nga khai báo ở dưới cái máy mà hải quan. Như các anh chị thấy thì Nga sẽ hướng dẫn các anh chị bây giờ cách nhanh nhất và gọn gàng nhất là khi trên máy bay, người ta sẽ phát cho các anh chị và các bạn một cái form như thế này để khi mà nhập cảnh vào Mỹ để mà mình khai cho nó nhanh. Thông thường với những cái form như thế này nè các anh chị, đó trên máy bay người ta sẽ phát, và form này có là US Customs and Border Protection. Thì cái form này ở trên máy bay khi khoảng còn tầm khoảng, có nghĩa là một là tầm khoảng còn khoảng 3 tiếng 4 tiếng người ta sẽ phát, hai là người ta sẽ phát sau khi các anh chị bay chặng thứ hai thì tiếp viên hàng không sẽ phát cho các anh chị tờ này để các anh chị khai. Nhưng đối với cách đây khoảng cỡ 4 năm về trước thì khi mà Nga đến thì Nga phải nộp cái tờ này cho hải quan. Và đối với bây giờ thì mình sẽ không còn, và mình sẽ khai báo trên máy. Và thông thường cái tờ này chính là nội dung của cái tờ trên máy. Do đó các anh chị cứ việc khai trên tờ này đi. Để chi? Để khi vô các anh chị cứ việc đánh nhanh gọn lẹ vô. Và trong cái máy đấy Nga có nói rồi, nó có rất nhiều ngôn ngữ, từ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Spain ở Tây Ban Nha, rồi tóm lại là có rất nhiều thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt. Thì nó rất có ích cho những anh chị và các bạn không biết tiếng Anh thì mình có thể khai bằng tiếng Việt. Nhưng đối với bản thân Nga hôm đó, thật sự Nga nói thật sự là Nga khai bằng tiếng Việt, Nga đọc nhiều khi Nga cũng không hiểu nó dịch cái gì. Do đó lần sau nếu đối với các anh chị và các bạn mà biết tiếng Anh thì Nga đề nghị các anh chị và các bạn coi bên phần tiếng Anh cho nhanh. Với lại các anh chị và các bạn đã thực hiện này rồi thì các anh chị các bạn chỉ vô đó apply lại thôi. Thì đầu tiên người ta, tất nhiên người ta phải, các anh chị nhớ là trong các bước thực hiện á, thì thông tin đó hầu như là giống như trên pass, trên visa của mình. Đồng thời trên cái tờ giấy này, ví dụ như người ta hỏi là bạn đi cái chuyến này là đi công tác hay là gì, bạn mang những thức ăn gì vô đây, rồi bạn mang những thức ăn đó gồm có đậu hay là thực vật gì không, thịt hay không, hay là bạn có như mang những cái gì mà liên quan đến giống tóm lại là động vật, rồi bạn mang bao nhiêu tiền, rồi bạn đến đây để du lịch bằng diện nào, B1, B2 hay là những cái diện mà khi các anh chị xin visa nó có, thì các anh chị điền y chang vậy. Sau khi điền xong rồi mình scan cái passport mình vô, và sau khi scan passport mình vô á, rồi các anh chị đứng đó giờ một chút xíu thôi, cái màn hình của cái camera đó nó di chuyển xuống và nó chụp cho mình một cái tấm, và sau đó nó sẽ in ra một tấm dài giống vậy, và trên đây có hình của mình. Các anh chị kẹp vô và các anh chị đến hải quan. Và khi đến hải quan thì mình chỉ việc là mình đưa cái cuốn passport của mình với cái tờ đó. Và thông thường thì đôi khi hải quan người ta có nghĩa các anh chị nếu mà gặp may mắn á, thì các anh chị sẽ không bị hải quan hỏi bất cứ câu gì. Họ sẽ đóng dấu cho các anh chị cái mộc kịch một cái là từ cái ngày anh chị đến cái ngày anh chị rời khỏi nước Mỹ là trong vòng 6 tháng. Nhưng các anh chị và các bạn nên nhớ một dùm cho mình một điều, mình nên đi dưới 6 tháng, và cái thời gian mình đi thì trong cái đợt đi lần đầu tiên thì các anh chị nên đi đúng cái thời gian các anh chị xin phép. Ví dụ như các anh chị xin là 6 tuần thì các anh chị đi khoảng 6 tuần. Các anh chị tin 1 tháng thì đi khoảng chừng 1 tháng. Nó tóm lại là đừng đi quá hạn và đừng đi quá dài so với cái phần mà người ta cho phép. Có nhiều khi các anh chị và các bạn sẽ thấy là thấy thời gian dài quá, thích quá, rồi mình đổi cái chuyến bay, đổi hành trình, rồi mình đi về quá lố hoặc là gần sát. Ví dụ người ta cho mình 6 tháng, mình đi tôi thấy 6 tháng thôi, tôi đi 5 tháng. Nhưng khi cái việc 5 tháng của anh chị đó sẽ đặt một cái dấu chấm hỏi cho tại khi lần renew visa, lần kế tiếp của mình để mình thực hiện những chuyến đi của mình á, nó sẽ gặp trục trặc. Rồi, đó, sau đó thì ngay ra Nga lấy xe, rồi sau khi lấy xe xong Nga gom hành lý lên trên xe. Khi đi ra gần cổng, các anh chị nhớ cái đoạn clip mà Nga nói là cái đoạn mà nó chia ra làm hai, một quá, khi anh chị đi ra hướng này nè thì nó sẽ chia phía bên tay phải và đi thẳng đi ra ngoài. Thì nếu như cái người mà người ta ghét, người thấy thấy mình hành lý của mình không được ok, người ta kêu mình đi quẹo tay phải và đi vô đó, thì các anh chị sẽ qua máy quét để kiểm tra hành lý mình gì, có những đồ ăn cấm hay không.
Và tất nhiên họ cũng sẽ kiểm tra nếu như các anh chị mang những hàng cấm, ví dụ như những cái chất về ma túy hay là gì đó, thì cái đó những hàng cấm thì người ta sẽ bắt anh chị, nhưng mà đến cái lúc này thì tỷ lệ đó sẽ ít. Nhưng ở đây tỷ lệ là các anh chị mang những thức ăn mà nằm trong tờ cấm, thí dụ như các anh chị khai là các anh chị không có mang những cái gì về hạt giống, nhưng khi họ test ra mà các anh chị có mang hạt giống thì các anh chị sẽ bị phạt. Do đó là hãy cẩn thận khi mang những hành lý, những đồ đạc đến ở Mỹ thì các anh chị phải cẩn thận điều đấy. Rồi việc thứ hai nữa, khi mà mình đi trên chuyến hành trình và sau khi mình có những đoạn clip thì có một số bạn cũng hỏi Nga là ủa như thế thì tại Mỹ có những cái chuyến du lịch mà ở trong nước Mỹ tổ chức, mình có giống như dạng giống như mình tới mình bay mình chỉ mua vé thôi và tới đó mình mua những cái chuyến chuyến du lịch mà gọi là trong nội địa có hay không, thì mình xin thưa là có. Tại và các anh chị và các bạn có thể thực hiện những dịch vụ sau đây. Hồi trên chuyến bay thì mình mới tình cờ mới quen được một cái cô bé đó là người Trung Quốc, và cô ta hiện tại ở Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc cô ta nói là cô ta ở một cái tỉnh cũng khá nổi tiếng, nó giáp gần biên giới với Việt Nam, và cô ta mới thực hiện cái về dịch vụ Airbnb tại Trung Quốc. Và cô ta nói là lượng khách đến chỗ mà nhà của cô ta và căn hộ của cô, cái giống như cái căn nhà của cô ta rất là đông. Và sau đó cô ta mới xin được cô bé đấy cũng mới xin được cái visa để đi du lịch sang Mỹ. Và cô ta nói là cô ta đi qua bên đây khoảng 8 ngày cho đến 10 ngày. Và trên hành trình đấy thì cái cô bé này cũng may là khi nói chuyện trò chuyện với nhau thì mình mới phát hiện là cô ta đem cả, các anh chị và các bạn biết hả, đem cả là trái cây, đem cả những thịt này kia. Do đó mình nói là bạn nên bỏ hết những cái này đi, hoặc là bạn ráng ăn hết đi, chứ không thôi mang vô là bạn sẽ bị phạt. Thế là bạn đó ráng ăn và những cái gì còn dư bạn đã dục lại hết trên máy bay. Và cô ta nói là khi qua đến Mỹ cô ta xin visa, và khi đến Mỹ cô ta bắt đầu thực hiện hành trình của cô ta. Có nghĩa là cô ta book khách sạn theo Airbnb tại Mỹ. Vì các anh chị và các bạn biết rằng là đối với Airbnb tại Mỹ nó rất là phổ biến, tại vì xuất thân của cái Airbnb đó là tại Mỹ và ở trong bang Cali. Và cái hiện giờ cái Airbnb nó đã đi đến toàn thế giới rồi, toàn cầu rồi. Do đó cô ta nói là cô ta đã book sẵn hết khách sạn theo Airbnb. Tùy theo cái vị trí mà các anh chị và các bạn tham du lịch ở đâu thì cô ta book, và cô ta đã lập cái lịch trình của cô ta đi đến đâu thì cô ta đi sẽ bằng Uber. Rồi, đó là đối với cô đấy. Còn đối với những anh chị và các bạn ở Việt Nam sao? Các anh chị và các bạn nếu như có người thân thì mình sẽ qua mình ở nhà của người thân mình đón, rồi mình đi du lịch, người thân mình chở. Còn trường hợp người thân không có thì các anh chị có thể nhờ người thân. Trường hợp thứ nhất là book tour local tại Mỹ, nó có những cái chuyến, ví dụ như người thân các anh chị ở vùng nào mình không biết, nhưng nó sẽ có những cái chuyến, các anh chị và các bạn có thể lên trên Google search là book tour tại ở Mỹ, thì người ta trong Google sẽ cho mình cung cấp địa điểm, và trong đó có lịch trình những cái tour, ví dụ như có những tour 7 ngày, có tour 4 ngày, có tour 12 ngày. Nghe ví dụ như các anh chị đến phi trường Lodge, các anh chị muốn đi tour 7 ngày thì các anh chị book tour 7 ngày, nó sẽ dẫn các anh chị và các bạn lên, không chứ chính bản thân mình đã book rồi, mình đi rồi thì nó đi ở phía Bắc. Có nghĩa là nó sẽ đi Bắc Cali và đi những cái, ví dụ như đi vô những cái capital của San Francisco, capital của Cali nè, đi lên San Francisco nè, đi lên những cái địa điểm đẹp của San Francisco, ví dụ như cầu Golden Gate này kia. Mình sẽ đến đó chụp hình, rồi nó đi qua Wyoming, Idaho, rồi nó đi dọc từ xuống, trở lại xuống gần Lodge. Rồi sau đó đi ngược về, ví dụ như ở khu vực phía trên Lodge, khu mà của cộng đồng người Việt ở, thì Nga sẽ chở lên đó và xe sẽ chở mình gần đó, và sau đó người nhà sẽ đón mình. Rồi còn trường hợp các anh chị và các bạn không có người thân thì sao? Thì Nga trở lại hồi nãy, Nga trở lại trường hợp của một cái cô bé mà người Trung Quốc đấy, thì cô ta mới book Airbnb. Thí dụ như các anh chị đến phi trường Lodge, các anh chị book Airbnb, khi đến phi trường Lodge thì rất nhiều dịch vụ. Một
là các anh chị đi dạng shuttle bus. Có nghĩa là nó là một cái xe dạng 7 chỗ và nó chở hành lý, chở người ta này kia. Nếu các anh chị đi du lịch ngắn ngày thì các anh chị chỉ cầm có cái carry-on với cái bag bạc của mình thôi, hoặc là vali mình kéo được thôi. Thì mình lên thì thông thường cái giá đó tầm khoảng, hôm trước mình đi thì nó tính mình tầm khoảng 60 đồng. Thì người ta mới sẽ ghi cái địa chỉ, cái nơi các anh chị, khi các anh chị đặt book Airbnb thì có cái địa chỉ, thì các anh chị đưa cái địa chỉ đó cho cái người tài xế. Người ta sẽ lên Google, nó là một cái dạng giống như là dạng Uber á. Thì họ mới check, họ tính, rồi xong họ báo giá cho các anh chị và họ đưa các anh chị đến nơi. Rồi, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai không thích thì các anh chị cứ việc download cái app của Uber. Rồi, các anh chị cài tài khoản của mình trên Mastercard hay Visa gì, khi các anh chị book thì cái xe đó sẽ chở đến đón mình và chở mình đến nơi, cũng giống như shuttle bus vậy. Nhưng cái giá của Uber nó sẽ cao hơn so với shuttle bus, tại vì cái xe kia nó chia ra, có nghĩa là mình share cái xe lại đến những cái chặng, còn cái Uber thì chỉ chở một mình thôi. Thì thông thường từ Uber mà về, từ phi trường lot mà về đến khu vực, ví dụ như các anh chị và các bạn ở khu vực mà của cộng đồng người Việt á, ở khu mà Westminster này kia, thì hôm trước có check rồi thì đi tầm khoảng gần 100 đô. Còn cái shuttle bus thì nó rẻ hơn. Đó là tùy các anh chị. Rồi sau đấy thì các anh chị đã book từ Việt Nam mình, mình đã đặt online. Tại nghe nói là các anh chị cứ lên trên đó đi, nó là online. Tại cái chương trình mà đi local đó là do người Trung Quốc, có nghĩa cộng đồng người Trung Quốc ở tại Mỹ, người ta thiết kế, người ta sẽ chở các anh chị đi tất cả các nơi ở gần, ở phía bờ Tây. Và các anh chị sẽ đi tham quan. Và nói luôn là mọi người sẽ thắc mắc là giá tầm nhiêu. Thì Nga nói luôn, nó tầm khoảng không từ 300 cho đến 600 hoặc 700 tùy từng chuyến mình dài hay ngắn. Nhưng ở đây họ sẽ lo gì? Họ sẽ lo xe để chở mình đi là việc thứ nhất. Họ sẽ lo cho mình là khách sạn. Còn đến những cái khu vực tham quan nào, nếu như trả tiền vé thì mình phải trả. Rồi mình phải trả tiền tiếp hàng ngày cho họ. Thì trung bình họ ghi là tiền tiếp là tầm khoảng là 7 đồng cho một ngày. Thì các anh chị và các bạn cứ nhân lên tổng số ngày là ra. Đó là những cái mà mình nói. Rồi đó là ở bờ Đông, ở bờ Tây chứ, ở phía bên Cali. Thì thông thường ở khu vực đó thì các bạn và các anh chị sẽ có thể tham quan được ít nhất là 7 bang, nếu như đi 12 ngày. Và người ta dẫn mình đi tham quan những địa điểm nổi tiếng tại bờ Tây. Và trong đó có The Grand Canyon, rồi các anh chị thăm Las Vegas này kia đầy đủ là việc thứ nhất. Việc thứ hai là đối với bờ Đông thì như thế nào? Bờ Đông thì các anh chị và các bạn cứ việc coi một cái clip nghe nói là cái phương tiện di chuyển tùy các anh chị thôi. Nhưng mình thì mình thích hãng Southwest. Tại vì sao? Tại vì hãng Southwest cho mình hành lý 2 kiện 23kg, một cái carry-on, một cái bag bạc, thoải mái luôn. Các anh chị có thể đi ra đi vô thoải mái, và các anh chị và các bạn cầm để đẩy vào là không sợ vì lố ký hay bất cứ gì hết. Đó là một việc. Việc thứ hai nữa là cái carry-on là thoải mái, là mình khỏi cần thắc mắc một bất cứ gì hết cả. Là cái điều đó là điều đương nhiên. À sorry mọi người, tại kế bên mình là cái bãi, cái nhà của người ta bỏ hoang, người ta giật sập, có người đến dọn. À đó là việc thứ hai. Thì mình sẽ chọn là Southwest. Rồi các anh chị bay qua bờ Đông, thì bờ Đông nó cũng có những cái chuyến để đi giống như bờ Tây vậy. Nhưng các anh chị và các bạn phải check là cái thường thường thì nó sẽ tập trung ở phía bên DC là chính. Người ta sẽ cho mình hẹn ở đặt bến, và họ cũng có hành trình giống như như bên kia là có 5 ngày, 7 ngày, 12 ngày, và họ dẫn mình đi tham quan những nơi nổi tiếng ở bờ Đông. Do đó là để mà đi du lịch ở Mỹ mà hết tất cả bờ Đông và bờ Tây thì mình khuyên các anh chị và các bạn thì đi nên tầm khoảng cho là mỗi bên 12 là khoảng 24 ngày là ít nhất. Thì đây là một số cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Mọi người có thể là lên trên mạng, rồi Nga sẽ cung cấp cái đường link của những cái trang mà các anh chị có thể booking du lịch tại local ở Mỹ.
cho các anh chị và các bạn ở phía dưới cái video clip này, và các anh chị và các bạn có thể vô đó và xem. Nếu như mình, có nghĩa là trước khi đi cái gì mình có phải lên plan đàng hoàng thì mình sẽ đi tham quan được tất cả mọi thứ. Và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn mọi người vào những đoạn video clip kế tiếp. Tại vì Nga đã ghi rất nhiều cái hình ảnh và Nga sẽ share cho các anh chị và các bạn cách thức mà trong, ví dụ như trong sân bay nó có cái gì để chú ý. Rồi việc thứ hai là những cái sự cố, những cái trục trặc gì xảy ra thì mình sẽ giải quyết ra làm sao, và những cái cảnh và những nơi mà Nga sẽ đi đến. Thì đó là Nga hy vọng là đó cung cấp một số cái để cho mọi người có thể tham khảo. Và cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tất cả mọi người nhé.